Rồi, lời đầu tiên thì cho shop em xin gửi một lời chào, lời chúc sức khỏe tất cả các anh em đam mê chơi BCB. Chào mừng anh em đã quay trở lại shop phụ kiện BCB giá rẻ. Thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cho anh em 7 mẫu laser đang được em đang tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Thì các bác nào chưa có laser, laser hỏng, laser lỗi mà muốn lên đời laser thì hãy cố gắng theo dõi hết video để lựa chọn cho mình một trong chiếc laser bên em giá cả hợp lý nhất nhé. Rồi, em sẽ giới thiệu cái mẫu laser đầu tiên. Đây là mẫu laser con rán. Mẫu laser này là có kẹp dây là dây 11. Đấy, cái này thì dùng cho các bác những khẩu mili, condo thì các bác dùng rất chi là nhiều. Cái này là laser con rán thì là cái này tia đỏ là 280.000 đồng bao ship tận nhà anh em nhé. Quyền lợi của anh em khi mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng, test hàng ok thì anh em sẽ thanh toán tiền nhé. Đấy, thì là em sẽ giới thiệu mẫu laser thứ hai. Đây là cũng laser tia đỏ. Cái mẫu laser này thì các bác tin tưởng sử dụng rất chi là nhiều. Cái này cũng có kẹp dây là dây 11. Nếu mà hoặc dây 20, nếu mà dây 11 của các bác mà vừa thì các bác có thể tháo dây 20 này ra, các bác kẹp dây 11 ở trong giúp em nhé. Đấy, thì là cái laser này thì là phụ kiện đi kèm, kẹp dây, kẹp nòng và mối đuôi chuột và một cục sạc đầy đủ như này nhé. Cái laser đầu đạn này thì các bác rất chi là tiện, pin của nó thì các bác có thể sạc điện lưới 220V. Đây, pin đây, pin là chạy pin tiểu và có theo một cục sạc để các bác sạc điện lưới 220V đấy. Đấy, thì laser đầu đạn tia đỏ này thì bên em đang bán là 280.000 đồng, bao ship tận nhà anh em nhé. Laser đầu đạn tia đỏ 280.000 đồng. Em sẽ giới thiệu cái mẫu laser thứ 3. Đây cũng laser đầu đạn. Cái này cũng có một cái nút để qua chỉnh lên, chỉnh xuống và cái nút này chỉnh sang trái, sang phải. Thì cái laser này phụ kiện đi kèm cũng đầy đủ. Thì là màu xanh nó đắt hơn một xíu, màu xanh nó sẽ sáng mạnh hơn. Nó sẽ đắt hơn một xíu, là màu xanh là 320.000 đồng bao ship coi nhé. Đấy, thì các bác nào mà chưa laser thì cố gắng theo dõi hết video nhé. Thì đây, đây là laser to các bác nhé. Laser to này thì là nó cũng hai tia, tia xanh và tia đỏ. Tia xanh, tia đỏ này thì các bác sáng rất chi là xa đúng không ạ. Thì tia đỏ này thì bên em đang bán là 320.000 đồng bao ship các bác nhé. Tia xanh nó sẽ đắt hơn một xíu. Tia xanh thì là đấy, tia xanh thì sáng mạnh hơn. Tia xanh để các bác bắn cả ngày cả đêm. Tia đỏ để các bác bắn đêm thì rất chi là chuẩn xác. Đấy, laser đầu đạn laser to này mà là tia xanh thì bên em đang bán là 350.000 đồng bao ship coi nhé. Nếu các bác muốn đi bắn đêm hoặc là các bác chưa có đèn pin thì các bác có thể tham khảo cái mẫu laser này nhé. Đấy, laser này thì hai trong một coi nhé. Đấy, lại vừa có laser vừa có đèn pin luôn. Cái này là có kẹp dây 11 và kẹp dây 20. Đây là laser đại bàng các bác nhé. Đấy, các bác dùng rất chi là nhiều. Đấy, thì là tia đỏ thì là 300 nó tia đỏ của đại bàng là 450.000 đồng các bác nhé. Đấy, đại bàng tia đỏ là 450.000 đồng. Tia xanh nó đã đắt hơn một xíu, tia xanh là 500.000 đồng. Đấy, giá cả về laser về lần này rất chi là hạ nhiệt rồi. Thì là đó là 7 mẫu laser bên em muốn giới thiệu đến cho các bác. Thì các bác đang quan tâm mẫu laser nào thì có thể liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên em đây. Hai số này thì đều có Zalo và Facebook. Thì các bác mà cần video hình ảnh chi tiết thì có thể kết bạn Zalo bên em nhé. Vâng, một video rất chi là ngắn thôi thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.